Kính thưa quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio 1560 AM và sau đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây chấn động lớn, gây căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam trong suốt thời gian qua. Các nguồn viện trợ đầu tư cũng đã bị gián đoạn, các công trình dựa vào các nguồn vốn này cũng đang không thể khởi công được. Tuy nhiên, về phía chính quyền của Cộng sản Việt Nam thì vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào, cũng như không có một động thái nào chứng tỏ là họ muốn khắc phục cái hậu quả đó. Và hiện tại thì vụ bắt cóc này đã hé lộ thêm được nhiều tình tiết mới khi Slovakia vừa mới phát giác ra rằng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng họ để mượn chuyên cơ đưa Trịnh Xuân Thanh về nước để thỏa lòng tự ái của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là dằn mặt những cán bộ khác đang có ý định phản phé ông. Để biết thêm những chi tiết cụ thể này, mời quý vị cùng với Tường Minh trò chuyện với nhà báo Lê Trung Khoa, là chủ của tờ bút Thời báo chấm d từ Đức Quốc, người đã theo dõi vụ án này từ ngày mà xảy ra vụ bắt cóc cho đến nay. Tường Minh xin gửi lời chào đến nhà báo Lê Trung Khoa, anh có khỏe không ạ? Dạ vâng, xin chào chị Tường Minh, chào các bạn đọc của đài, tôi rất khỏe. Và dạ vâng, thưa anh, thì cảm ơn anh đã theo dõi rất là chi tiết tường tận cái vụ này bởi vì nó ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam rất là nhiều và tất cả chúng ta ai cũng quan tâm. Thì thưa anh, theo như cái nguồn tin của anh đã loan trên tờ Thời báo chấm d cũng như là một số báo chí khác ở Đức, thì bà Thủ tướng Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Slovakia vào thứ Tư ngày mai 2 tháng 5, phải không anh? Dạ vâng, đúng thưa chị, đúng vậy. Hiện nay tôi cũng đã nhận được cái thông báo và ngày mai tôi cũng sẽ có mặt ở Thủ tướng Đức để làm cái tin này, và chúng tôi sẽ có những câu hỏi đặt cho bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như là ông Thủ tướng của Slovakia, vì cái việc mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia trước đó được cho rằng là đã có lẽ là đã có những cái quan hệ mật thiết và có cái nguyên nhân phía sau tại sao chính phủ Slovakia lại cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ để đi công tác trong một thời gian rất trùng hợp với cái thời điểm mà ông Trịnh Xuân Thanh ngay sau điểm bị bắt cóc tại Berlin, đó là ngày 26 tháng 7 năm 2017. Và một cái đoàn rất là hùng hậu gồm các cán bộ an ninh, cán bộ tình báo và đặc biệt gồm có 12 người mà như chúng tôi đã loan báo, trong đó có phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh Minh Hưng, là ông là người đã được cho rằng là tổ chức và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin trước đó, cũng như phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo cũng có mặt. Vâng, cái thông tin này thì các báo chí Séc, báo chí Slovakia và đặc biệt là báo chí Đức đã lan tỏa rất là rộng và rất nhiều người biết. Hiện nay đã được tạo sự quan tâm của nhiều người, bởi vì cái việc này không phải chỉ dừng ở cái khía cạnh là an ninh, an toàn cho an ninh quốc gia Đức, mà Séc và bây giờ đã lan sang cả Slovakia, nơi mà Việt Nam, an ninh Việt Nam có một quan hệ khá mật thiết với nước này ạ. Thưa anh, thì như anh đã trình bày thì cuộc họp ngày mai sẽ xoay việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì cái điều này cũng là đồng nghĩa với cái căng thẳng ngoại giao giữa Đức với lại Slovakia, phải không anh? Dạ vâng, ngày mai thì nó là một cái chuyến thăm chính thức của Thủ tướng mới nhậm chức của Slovakia sang thăm Đức với các nghi lễ tại Phủ Thủ tướng, Phủ Tổng thống, nhưng mà đặc biệt tại Phủ Thủ tướng, nơi bà Angela Merkel sẽ có cuộc hội đàm với ông người đương nhiệm là Thủ tướng Slovakia. Sau đó, sau 16 giờ thì chúng tôi được thông báo sẽ có cái cuộc họp báo, báo chí chung của hai người, hai thủ tướng, và trong họp báo này sẽ có rất nhiều những báo chí Đức và quốc tế đến để trao đổi cũng như đặt những câu hỏi về những cái việc liên quan đến bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, mà đặc biệt là Slovakia là cái nước đã cho Việt Nam mượn máy bay trong cái thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ rất nhiều thông tin thú vị và mới sẽ được diễn tả ở một cuộc gặp ngày mai ở Phủ tướng Đức. Theo như anh thì ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia thỏa thuận cho việc Cộng sản mượn máy bay để mà đưa Trịnh Xuân Thanh về nước với ông Tô Lâm, hay là họ bị Cộng sản Việt Nam lừa một cách ngoạn mục, thưa anh? Vâng, đây hiện nay cái câu hỏi này cũng là đang rất là nhiều người, hàng triệu người bên Đức người ta cũng đã có đặt câu hỏi này, và cả những người Việt Nam.
Cho đến thời điểm này thì ông gọi là nguyên bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Slovakia, cái người làm khóa trước, ông ấy luôn luôn nói rằng là ông ấy không biết trong theo cái danh sách mà Việt Nam đưa ra thì không có tên ông Trịnh Xuân Thanh khi đến cũng như khi về khỏi rời khỏi Slovakia. Tất nhiên một cái nguồn tin khác mà tôi biết được thì ông Thanh khi vào một cơ quan đại diện ngoại giao ở đây, họ đã ông ấy được làm một cuốn hộ chiếu mới với một cái tên mới và với cái ảnh của mình, thì đương nhiên ông ấy sẽ có một cái thân nhân mới, và với cái thông tin này, cá nhân này, thì ông Thanh vẫn có thể đi lọt qua các cửa khẩu ở châu Âu, bởi vì cái tên của ông ấy không phải là cái người có tên trong hộ chiếu mà ông ấy đang cầm trong cái thời điểm đó. Nghĩa là ông Cộng sản Việt Nam đã làm cho ông Trịnh Xuân Thanh một cái hộ chiếu giả để đi ra ngoài. Theo như tôi được biết thì là như vậy. Theo như anh biết thì Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cái lý do gì để mượn cái chiếc chuyên cơ của Slovakia để mà đi về Việt Nam? Ngày hôm nay một tờ báo lớn của Đức cũng đã đăng tin, và trong cái thông tin mà được đưa ra thì phía Slovakia giải thích rằng là Việt Nam cần mượn gấp chuyên cơ để cho cái quá trình di chuyển từ Praha cho đến Slovakia, và sau đó là có một cái lịch làm việc khác ở Moscow thuộc Nga, thủ đô của Nga, cho nó kịp thời. Vì vậy là Việt Nam không có chuyên cơ riêng thì sẽ khó lòng làm được những cái đi được những cái làm những công việc này trong một thời gian ngắn. Cho nên với lý do đó, ông Tô Lâm, đoàn phụ trách đoàn đã đặt vấn đề mượn máy bay của chính phủ Slovakia. Còn cái chuyện còn việc mà trong máy bay đó ông Trịnh Xuân Thanh với danh nghĩa hoặc với một cái tên nào đó thì cái đó là sẽ được trả lời vào trong thời gian gần đây nhất. Nếu như mà khi mà Slovakia biết về cái sự dối trá của Cộng sản Việt Nam như trong cái việc ngoại giao như vậy, thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ phá hoại cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Slovakia, thì điều đó nó ảnh hưởng như thế nào với Việt Nam anh? Việt Nam với Slovakia có hợp tác kinh tế vững mạnh không anh? Ở hiện nay thì Slovakia là một nước thuộc Đông Âu cũ. Đương nhiên là những cái thời xã hội chủ nghĩa trước đây thì đây là những cái nơi mà họ có hợp tác với nhau về chính trị, về kinh tế, về văn hóa xã hội rất là chặt chẽ. Và những cái người mà cũ đã từng làm ở thời điểm đó cũng sẽ có những mối quan hệ tiếp tục sau khi Slovakia trở thành một nước dân chủ và thuộc Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì những cái thông tin mà tôi được biết thì Bộ Nội vụ Việt Nam có quan hệ rất mật thiết với Slovakia, mà vì vấn đề là buôn bán vũ khí và những cái trang thiết bị cho ngành cảnh sát an ninh, cho nên tôi nghĩ rằng là hai nơi đang sẽ có những cái mối quan tâm hoặc là có những cái gần gũi nhau rất lớn, không phải chỉ về kinh tế, chính trị, văn hóa mà cả về vấn đề an ninh. Chính vì vậy cho đến thời điểm này là Slovakia là cái nơi được giúp đỡ Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, cũng như là có mối quan hệ rất nhiều trong cái việc làm ăn kinh doanh. Và cái việc này bây giờ xảy ra không phải chỉ riêng ở Slovakia nữa, mà nó lại tạo ra cái mâu thuẫn giữa Đức và Slovakia, bởi vì hiện nay đơn vị điều tra Đức có cáo buộc và có những cái thông tin phía Slovakia đã bằng cách nào đó giúp Việt Nam để thực hiện cái việc mà có thể cho là bắt cóc này, để đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ châu Âu về Hà Nội. Và cái việc này là khá căng thẳng giữa hai nước. Bây giờ thì chúng ta cũng chưa có thể nói rõ ràng rằng là Slovakia có tiếp tay với Cộng sản Việt Nam hay không, hay là chỉ một người đứng giữa vô tình bị Cộng sản Việt Nam lợi dụng, thì chúng ta phải đợi tới sau cái cuộc họp báo hoặc là có những cái cuộc điều tra sâu rộng hơn nữa để mà có thể trả lời câu hỏi này, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị, chúng ta phải có thêm thời gian. Và tôi chắc chắn rằng là đơn vị điều tra của Đức họ cũng đã biết, bởi vì khi hiện nay tòa đã bắt đầu xử đến phiên thứ hai và tới ngày 7 tháng 5 tới họ sẽ xử phiên thứ ba, thì những cái chứng cứ, những cái thông tin cũng đã khá đầy đủ. Và những cái bước hiện nay và bước sắp tới mà chúng ta đang thấy là đấy là những cái bước về vấn đề ngoại giao, vấn đề là làm sao để khắc phục hậu quả và cái thông tin cho những công dân của châu Âu được biết cái việc này sự thật nó thế nào, thì tôi nghĩ rằng chắc thời gian ngắn tới chúng ta sẽ được biết cho một cái chính xác nhất.
Như anh vừa mới nói thì những cái người đi cùng trên cái chuyến bay ngày hôm đó cũng đã được hé lộ, cũng như là những cái vị gọi là phái đoàn cao cấp của Công an Việt Nam, gồm tới mười mấy người phải không anh? Vâng, cái danh sách mà tôi có được thì theo như tôi có được, tôi đã đăng tải trên trang của Thời báo.de. Thì ngoài cái những hai ba cán bộ cao cấp nhất là ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Người thứ ba là Trung tướng Lê Mạnh Cường, hiện ông đang giữ chức vụ là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức là Tổng cục Năm. Thì ngoài ra còn có 9 người nữa, tổng cộng là 12 người trong cái đoàn này, đều là những cán bộ công an và an ninh cấp cao của Việt Nam sang Slovakia và sau đó đi Nga. Dạ vâng, thì cũng với một cái vụ chuyện khác nữa cũng đang song song xảy ra, thì báo chí gần đây cũng đã đưa tin thì Đức điều tra về việc vợ chồng của ông Trịnh Xuân Thanh rửa tiền. Sự thật về vấn đề này như thế nào, anh Khoa có thể cho thính giả của Việt Radio 1560AM biết được không ạ? Đúng là trong thời gian vừa qua thì cũng có một vài bài báo có viết về vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi có cái cuộc phỏng vấn bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là bà Isabel Schlagenhauf vào hôm 28 tháng 4 vừa qua, và chính thức tôi cũng đã đăng tải cái thông tin này nguyên bản lên trên trang Thời báo.de, gồm có bản tiếng Đức và tiếng Việt để cho mọi người dễ xem và tiện tra cứu. Thì cộng với cả những văn bản mà tôi có được thì, và cũng như phát biểu của bà luật sư, thì rõ ràng là cái việc mà kiểm tra những cái người có nghi vấn rửa tiền thì ở Đức các cơ quan điều tra bao giờ cũng làm, và họ làm phía sau cùng với nhà băng. Có nghĩa là khi mà bạn có một cái luồn tiền, tức là cái luồn tiền nào đó khoảng 10.000 euro chuyển đến chỗ nhà bạn hoặc chuyển đi, thì đương nhiên là cơ quan nhà băng họ sẽ kiểm tra, và khi thấy nghi vấn họ có trách nhiệm báo cái thông tin này cho bên sở cảnh sát Đức để họ tiếp tục kiểm tra thêm những cái nghi vấn mà rửa tiền. Và cái việc này xảy ra cũng tương tự như vậy khi ông Trịnh Xuân Thanh trước đây vào vào thời gian năm 2013 thì đã có cái chuyển khoản này, và cuộc điều tra đã được tiếp diễn. Và sau đó thì đến ngày 8 tháng 8 năm 2017, theo công văn mà tôi nhận được, thì ông thì bên cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ cái điều tra về cái việc này, về cái nghi vấn này, bởi vì là cái thông tin hoặc là những cái nghi vấn này không đủ bằng chứng và không có bằng chứng để chứng tỏ rằng là ông ấy làm cái việc rửa tiền. Cho nên báo chí Đức đã cũng đăng, nhưng mà họ lại đăng cái phần trên, tức là cái phần trước, mà họ không đăng cái phần mà kết luận, quyết định đình chỉ. Cho nên cũng tạo ra một số cái hiểu lầm. Và chúng tôi đã đăng nguyên bản những cái phỏng vấn này để cho bạn đọc cùng xem ở trên trang Thời báo. Đó là cái phỏng vấn bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh vào 28 tháng 4 năm 2017-2018, và các bạn có thể tham khảo thêm. Thưa anh, thì có thể tóm gọn để cho những người thính giả đang nghe về cái bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã nói cái gì về vấn đề này, anh có thể tóm tắt được không ạ? Vâng, bà luật sư bà ấy cũng có nói trả lời một số câu hỏi, và trong đó có một cái điểm quan trọng và điểm chính yếu, đó là việc mà như đã thông báo lúc nãy cho đài, khi ở Đức nó khi có luật chống rửa tiền thì với tất cả những cái luồng tiền mà trên 10.000 euro chuyển khoản thì đương nhiên là nhà băng và các cơ quan điều tra sẽ được biết, và khi họ thấy có nghi vấn rửa tiền thì họ sẽ điều tra sâu hơn. Cái việc này đối với ông Trịnh Xuân Thanh cũng tương tự như vậy, nhưng mà sau khi kiểm tra và qua đưa qua viện công tố để điều tra thêm thì cũng không phát hiện thấy những cái bằng chứng hoặc là những cái nghi vấn đó nó trở thành cái sự thật là rửa tiền, mà ngược lại là những cái điều này là được chứng minh là đấy là những cái luồng tiền hoặc là những cái nguồn tài chính được chứng minh đầy đủ. Cho nên là chính vì vậy ngày 8 tháng 8 2017 thì họ đã đình chỉ điều tra cái việc này, và cái việc này đã được chấm dứt từ năm trước rồi ạ. Dạ, trở lại với cái chuyện mà cái hồ sơ cũ đã được đình chỉ điều tra rồi, nhưng mà đã tung ra báo chí trong cái thời điểm này, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái phiên tòa đang xét xử ông Long không thưa anh? Vâng, thực ra thì khi mà trước tòa án thì hai bên luật sư đều có những cái bước đi để làm sao cho tốt nhất cho thân chủ của mình. Cái điều đó là đương nhiên đối với một nhà nước pháp quyền như Đức,
thì tất cả mọi việc hợp pháp thì đều có thể thực hiện. Cho nên cái thông tin về vấn đề rửa tiền đưa ra để nhằm hy vọng là sẽ tác động đến phiên tòa này theo một cái hướng khác, thì đây là một cái việc là hết sức bình thường của các luật sư, các bên đương sự thôi. Thế nên là nhưng mà tôi nghĩ rằng là bởi vì phiên tòa đã quyết định là có 21 phiên và họ đã có những hồ sơ và họ xử theo những cái cáo trạng và những cái thông tin họ đã nắm được, thì trước mắt thì những cái thông tin mà vấn đề này đã không có tác dụng gì trong cái việc ảnh hưởng gì trong cái việc điều tra hoặc là trong vấn đề phán quyết hoặc là vấn đề xử án của tòa, bởi vì là nó là những cái thông tin mà đã được từ những năm trước và đã được chấm dứt, cái việc này đã chấm dứt từ năm 2017 rồi, nó cũng không liên quan đến cái việc mà sửa cái án hình sự là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin ở những cái phiên tòa sắp tới. Cái phiên tòa thì rất đã rõ ràng rồi, như chúng ta đã thấy bằng văn bản cũng như là những video clip ở trên Reuters cũng đã cho ta thấy cái phiên tòa xử ông Long đưa ra trên báo chí. Tuy nhiên thì ở Việt Nam vẫn chưa có một cái động thái gì để mà có thể gọi là trả lời cho cái việc này. Theo anh thì Việt Nam có thể tiếp tục ù lì như vậy tiếp nữa hay không, hay là bắt buộc họ phải lên tiếng? Tất nhiên là trong thời gian vừa qua, từ trước đến nay, Việt Nam cũng luôn nói rằng là ông Trịnh Thanh tự về đầu thú, và cái thời điểm gần đây nhất mà phía Việt Nam có cái phản ứng đó là cái bức thư của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Phó Thủ tướng, cũng vẫn nói rằng là ông Trịnh Thanh tự đầu thú. Chính vì vậy mà phía Đức đã không thể chờ đợi được nữa, và với phía Đức thì họ là tư pháp, hành pháp là độc lập với nhau, cho nên là khi mà đưa ra cơ quan tư pháp, đó là nơi tòa thượng thẩm Berlin đang xét xử, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái việc khác sau này, quan hệ ngoại giao Đức và Việt Nam nói riêng và đặc biệt Việt Nam với cả châu Âu nói chung thì sẽ rất xấu đi khi mà những cái thông tin và những cái bằng chứng này được liên tục đưa ra từ phía Đức đưa ra. Tuy phía Việt Nam đã cố gắng chặn những cái thông tin báo chí, thế nhưng mà mạng xã hội và tất cả những cái video hoặc tất cả những thông tin radio khác thì những người dân Việt Nam chắc chắn rằng vẫn tiếp cận được rất nhiều những cái thông tin sự thật này để họ có cái so chiếu một cách tốt nhất. Và cái điều nữa là mặc dù là cái phiên tòa này đã được định trước, nhưng mà phía tòa hoặc là phía luật sư, đặc biệt phía luật sư cũng nói với tôi rằng là cũng có thể phiên tòa sẽ kết thúc sớm hơn dự định nếu mà đương sự, tức là với luận đối lượng bị cáo, với điều kiện bị cáo sẽ ít có cái phản ứng hoặc là nhận tội, nhưng mà cũng có thể nó sẽ kéo dài hơn nhiều phiên nữa khi có thêm những bằng chứng mới. Thưa anh, thì mặc dù là chứng cứ đã rõ ràng như vậy, những nguồn thông tin như anh vừa nói, radio, rồi video clip, rồi những bài báo của anh với những cái văn bản được chụp lại rất rõ ràng. Tuy nhiên thì một số người Việt Nam vẫn cứ cố coi như là không có chịu chấp nhận và coi đây là những cái việc dàn dựng, bởi vì họ cho là tại sao một cái phiên tòa lớn như vậy không thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam xuất hiện ở trong phiên tòa, cũng như không thấy gia đình của người bị cáo xuất hiện ở phiên tòa. Thì anh nhận xét gì về cái vấn đề này? Cả hai cái vấn đề mà như chị vừa nói thực ra thì đều có cả. Ví dụ đối với đại diện của Bộ Ngoại giao, đó là đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã cử hai cán bộ đến dự phiên tòa, thì để quan lại với vai trò như họ nói với tôi là quan sát và bảo hộ công dân, thì cái đó là đã có xuất hiện rồi. Cái thứ hai là những cái thông tin và những cái bằng chứng đưa ra thì càng ngày càng rõ, và mỗi qua mỗi phiên tòa chúng ta sẽ chứng kiến có xuất hiện thêm những nhân chứng mới và bằng chứng mới. Và có một thông tin nữa là sắp tới đây, trong những phiên tòa sắp tới đây thì chắc chắn sẽ xuất hiện những người hoặc những cá nhân hoặc những người thân và thuộc gia đình của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ xuất hiện để khai báo trước tòa, như là họ đã khai báo cho cơ quan cảnh sát điều tra trước đó. Họ là những nhân chứng rất nhiều, đưa ra rất nhiều thông tin mà chúng ta sẽ được cung cấp trong thời gian ngắn tới đây. Như anh nói thì nghĩa là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh sắp tới sẽ phải ra tòa để mà với cương vị là một người nhân chứng cũng như là một người để bảo vệ cho quyền lợi của ông Trịnh Xuân Thanh, phải không? Vâng, đương nhiên khi mà ông Trịnh Xuân Thanh có vợ hiện nay đang sống ở
ở một địa điểm ở châu Âu, ở Đức, thì cái việc nghĩa vụ của người vợ trong cái gia đình đều có cái, và cũng là cái việc mà đối với pháp luật Đức ở đây là phải khai báo thành thật tất cả những cái thông tin mà tòa hỏi, cũng như là những cái diễn biến đã diễn ra trước và sau khi ông Thành bị bắt cóc. Dạ vâng, và chắc chắn là phiên tòa cũng như là cái câu chuyện này nó sẽ còn đi rất là xa nữa, bởi vì càng ngày thì cứ thêm một ngày thì chúng ta nhận thêm được một cái nguồn thông tin rất là lớn, rất là bất ngờ, để mà đem đến cho tất cả những người quan tâm đến cái vụ án này. Hy vọng là với những cái chứng cứ như vậy thì phía bên Việt Nam sẽ sớm có câu trả lời cũng như là có những cái hành động như thế nào để mà giải quyết cái vấn đề này, hoặc là anh nghĩ thì Việt Nam có thể làm lơ bỏ qua luôn để mà coi như là cắt đứt cái những cái mối quan hệ ngoại giao với Đức hay không? Tôi nghĩ rằng là đầu tiên họ sẽ làm lơ và cố gắng bỏ qua, nhưng mà khi cái sức ép nó quá lớn, sức ép này không phải chỉ ở nước Đức mà sức ép này từ Séc, từ Cộng hòa Séc, từ Slovakia, và theo như tôi biết thì là cả từ cả châu Âu, đối với cả một cái nhóm nhỏ và một số cá nhân nhỏ được người đứng đầu đảng nhà nước, cái nơi mà đã ra cái mệnh lệnh đi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh một cách bất hợp pháp trên nước Đức, chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả trước pháp luật và trước những cái điều tra của viện công tố cũng như phán quyết của tòa. Và như chị cũng biết rồi, khi tòa đã ra phán quyết thì bất cứ ai cũng đều phải tuân thủ, kể cả là những cái lãnh đạo cấp cao nhất của một cái nước khác. Khi anh là phạm tội, trở thành một tội phạm quốc tế thì anh đương nhiên sẽ bị truy nã, và khi truy nã thì anh bước chân ra khỏi nước Việt Nam thì anh cũng sẽ gặp những khó khăn, thậm chí bị bắt giữ như trường hợp của nhiều những cái lãnh đạo cấp cao cũ của những nước mà có cái đã bị nhận lệnh truy nã này, dù cho cái việc đó có diễn ra sau 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm sau đi ra nước ngoài, anh vẫn có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Dạ thưa anh, thì trước đây thì cũng có những cái thông tin phong phanh cho rằng là có một cái văn bản do ông trưởng đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng ký ra lệnh cho cái việc bắt cóc này. Có cái văn bản đó hay không? Có việc truy ra được tới ông Nguyễn Phú Trọng không anh? Đương nhiên là tại Việt Nam gọi là đảng lãnh đạo tức là người đứng đầu đảng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cao nhất. Ông phải chịu trách nhiệm toàn bộ về những cái vấn đề mà xảy ra tại Việt Nam, và cái vụ này cũng tương tự như vậy. Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, tự đương nhiên là ông ấy không thể tự làm cái việc này một cách tự phát, bởi vì là để làm được cái việc như vừa qua thì ông ấy đã phải chuẩn bị trước rất lâu và có những cái biện pháp và có những cái cài cắm và có những cái cơ sở mật vụ từ rất lâu để huy động vào trong cái việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh này. Và trước đó thì tại Hà Nội rất nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn tuyên bố rằng phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh và không trốn được đâu. Thì đây, khi mà anh nói như vậy và sau đó xảy ra cái việc bắt cóc, thì đây là cái người đang bị phía Đức đặt nghi vấn lớn nhất. Còn cái bằng chứng thì đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục đợi các cơ quan cảnh sát điều tra cũng như tòa án và các đơn vị hành pháp khác đưa ra. Và tôi tin rằng phía Đức họ đã làm việc này và châu Âu đã làm việc này, họ sẽ làm đến cùng để đề phòng tất cả những cái việc mật vụ không phải chỉ của Việt Nam và một số nước khác như Trung Quốc hay Triều Tiên hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ cũng sang đây bắt cóc những công dân của nước mình theo hình thức giống như Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Cảm ơn anh Khoa rất nhiều đã dành thời gian, mặc dù biết anh rất là bận rộn, tuy nhiên vẫn dành thời gian đến với chương trình của Việt Radio 1560 AM để đưa đến những cái phần tường trình rất là chi tiết. Cảm ơn anh và hy vọng sẽ gặp lại anh trong những phần trình lần sau. Xin chào anh. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn quý khán giả của đài. Xin hẹn gặp lại. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin chào tạm biệt và xin quý vị đừng rời làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những chương trình tiếp theo. Đã rõ ràng rồi, như chúng ta đã thấy bằng văn bản cũng như là những video clip ở trên Reuters cũng đã cho ta thấy cái phiên tòa xử ông Long đưa ra trên báo chí. Tuy nhiên thì ở Việt Nam vẫn chưa có một cái động thái gì để mà có thể gọi là trả lời cho cái việc này. Theo anh thì Việt Nam có thể tiếp tục ù lì như vậy tiếp nữa hay không, hay là bắt buộc họ phải lên tiếng?
Tất nhiên là trong thời gian vừa qua, từ trước đến nay, Việt Nam cũng luôn luôn nói rằng là ông Trịnh Thanh tự về đầu thú. Và cái thời điểm gần đây nhất mà phía Việt Nam có cái phản ứng đó là cái bức thư của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Phó Thủ tướng, cũng vẫn nói rằng là ông Trịnh Thanh tự đầu thú. Chính vì vậy mà phía Đức đã không thể chờ đợi được nữa. Và cái với phía Đức thì họ là tư pháp, hành pháp là độc lập với nhau. Cho nên là khi mà đưa ra cơ quan tư pháp, đó là nơi tòa thượng thẩm Berlin đang xét xử, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái việc khác sau này, quan hệ ngoại giao Đức và Việt Nam nói riêng và đặc biệt Việt Nam với cả châu Âu nói chung thì sẽ rất xấu đi khi mà những cái thông tin và những cái bằng chứng này được liên tục đưa ra từ phía Đức đưa ra. Tuy phía Việt Nam đã cố gắng chặn những cái thông tin báo chí, thế nhưng mà mạng xã hội và tất cả những cái video hoặc tất cả những thông tin radio khác thì những người dân Việt Nam chắc chắn rằng vẫn tiếp cận được rất nhiều những cái thông tin sự thật này để họ có cái so chiếu một cách tốt nhất. Và cái điều nữa là mặc dù là cái phiên tòa này đã được định trước, nhưng mà phía tòa hoặc là phía luật sư, đặc biệt phía luật sư cũng nói với tôi rằng là cũng có thể phiên tòa sẽ kết thúc sớm hơn dự định nếu mà đương sự, tức là với luận đối lượng bị cáo, với điều kiện bị cáo sẽ ít có cái phản ứng hoặc là ít hoặc là nhận tội, nhưng mà cũng có thể nó sẽ kéo dài hơn nhiều phiên nữa khi có thêm những bằng chứng mới. Thưa anh, thì mặc dù là chứng cứ đã rõ ràng như vậy, những nguồn thông tin như anh vừa nói, radio, rồi video clip, rồi những bài báo của anh với những cái văn bản được chụp lại rất rõ ràng. Tuy nhiên thì một số người Việt Nam vẫn cứ cố coi như là không có chịu chấp nhận và coi đây là những cái việc dàn dựng, bởi vì họ cho là tại sao một cái phiên tòa lớn như vậy không thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam xuất hiện ở trong phiên tòa, cũng như không thấy gia đình của người bị cáo xuất hiện ở phiên tòa. Thì anh nhận xét gì về cái vấn đề này? Cả hai cái vấn đề mà như chị vừa nói thực ra thì đều có cả. Ví dụ đối với đại diện của Bộ Ngoại giao, đó là đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cũng đã cử hai cán bộ đến dự phiên tòa thì để quan lại với vai trò như họ nói với tôi là quan sát và bảo hộ công dân, thì cái đó là đã có xuất hiện rồi. Cái thứ hai là những cái thông tin và những cái bằng chứng đưa ra thì càng ngày càng rõ, và mỗi qua mỗi phiên tòa chúng ta sẽ chứng kiến có xuất hiện thêm những nhân chứng mới và bằng chứng mới. Và có một thông tin nữa là sắp tới đây, trong những phiên tòa sắp tới đây thì chắc chắn sẽ xuất hiện những người hoặc những cá nhân hoặc những người thân và thuộc gia đình của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ xuất hiện để khai báo trước tòa, như là họ đã khai báo cho cơ quan cảnh sát điều tra trước đó. Họ là những nhân chứng rất nhiều, đưa ra rất nhiều thông tin mà chúng ta sẽ được cung cấp trong thời gian ngắn tới đây. Như anh nói thì nghĩa là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh sắp tới sẽ phải ra tòa để mà với cương vị là một người nhân chứng cũng như là một người để bảo vệ cho quyền lợi của ông Trịnh Xuân Thanh, phải không? Vâng, đương nhiên khi mà ông Trịnh Xuân Thanh có vợ hiện nay đang sống ở một địa điểm ở châu Âu, ở Đức, cho nên tôi nghĩ rằng là hai nơi đang sẽ có những cái mối quan tâm hoặc là có những cái gần gũi nhau rất lớn, không phải chỉ về kinh tế, chính trị, văn hóa mà cả về vấn đề an ninh. Chính vì vậy cho đến thời điểm này là Slovakia là cái nơi được giúp đỡ Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, cũng như là có mối quan hệ rất nhiều trong cái việc làm ăn kinh doanh. Và cái việc này bây giờ xảy ra không phải chỉ riêng ở Slovakia nữa, mà nó lại tạo ra cái mâu thuẫn giữa Đức và Slovakia, bởi vì hiện nay đơn vị điều tra Đức có cáo buộc và có những cái thông tin phía Slovakia đã bằng cách nào đó giúp Việt Nam để thực hiện cái việc mà có thể cho là bắt cóc này, để đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ châu Âu về Hà Nội, và cái việc này là khá căng thẳng giữa hai nước. Bây giờ thì chúng ta cũng chưa có thể nói rõ ràng rằng là Slovakia có tiếp tay với Cộng sản Việt Nam hay không, hay là chỉ một người đứng giữa vô tình bị Cộng sản Việt Nam lợi dụng, thì chúng ta phải đợi tới sau cái cuộc họp báo hoặc là có những cái cuộc điều tra sâu rộng hơn nữa để mà có thể trả lời câu hỏi này, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị, chúng ta phải có thêm thời gian. Và tôi chắc chắn rằng là đơn vị điều tra của Đức họ cũng đã biết
Bởi vì khi hiện nay tòa đã bắt đầu xử đến phiên thứ hai và tới ngày mùng 7 tháng 5 tới họ sẽ xử phiên thứ ba, thì những cái chứng cứ, những cái thông tin cũng đã khá đầy đủ, và những cái bước hiện nay và bước sắp tới mà chúng ta đang thấy là đấy là những cái bước về vấn đề ngoại giao, vấn đề là làm sao để khắc phục hậu quả và cái thông tin cho những công dân của châu Âu được biết cái việc này sự thật nó thế nào. Thì tôi nghĩ rằng chắc thời gian ngắn tới chúng ta sẽ được biết cho một cái chính xác nhất. Như anh vừa mới nói thì những cái người đi cùng trên cái chuyến bay ngày hôm đó cũng đã được hé lộ, cũng như là những cái vị gọi là phái đoàn cao cấp của công an Việt Nam gồm tới mười mấy người phải không anh? Vâng, cái danh sách mà tôi có được thì theo như tôi có được, tôi đã đăng tải trên trang của Thời báo.de. Thì ngoài cái những hai ba cán bộ cao cấp nhất là ông Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Người thứ ba là Trung tướng Lê Mạnh Cường, hiện ông đang giữ chức vụ là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức là Tổng cục Năm. Thì ngoài ra còn có 9 người nữa, tổng cộng là 12 người trong cái đoàn này đều là những cán bộ công an và an ninh cấp cao của Việt Nam sang Slovakia và sau đó đi Nga. Dạ vâng, thì cũng với một cái chuyện khác nữa cũng đang song song xảy ra, thì báo chí gần đây cũng đã đưa tin thì Đức điều tra về việc vợ chồng của ông Trịnh Xuân Thanh rửa tiền. Sự thật về vấn đề này như thế nào, anh Khoa có thể cho thính giả của Việt Radio 1560 AM biết được không ạ? Đúng là trong thời gian vừa qua thì cũng có một vài bài báo có viết về vấn đề này. Tuy nhiên sau khi có cái cuộc phỏng vấn bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh là bà Isabel Schlagenhauf vào hôm 28 tháng 4 vừa qua, và chính thức tôi cũng đã đăng tải cái thông tin này nguyên bản lên trên trang Thời báo.de gồm có bản tiếng Đức và tiếng Việt để cho mọi người dễ xem và tiện tra cứu. Thì cộng với cả những văn bản mà tôi có được thì và cũng như phát biểu của bà luật sư, thì rõ ràng là cái việc mà kiểm tra những cái người có nghi vấn rửa tiền thì ở Đức các cơ quan điều tra bao giờ cũng làm, và họ làm phía sau cùng với nhà băng. Có nghĩa là khi mà bạn có một cái luồn tiền, tức là cái luồn tiền nào đó khoảng 10.000 euro chuyển đến chỗ nhà bạn hoặc chuyển đi, thì đương nhiên là cơ quan nhà băng họ sẽ kiểm tra, và khi thấy nghi vấn họ có trách nhiệm báo cái thông tin này cho bên sở cảnh sát Đức để họ tiếp tục kiểm tra thêm những cái nghi vấn mà rửa tiền. Và cái việc này xảy ra cũng tương tự như vậy khi ông Trịnh Xuân Thanh trước đây vào thời gian năm 2013 thì đã có cái chuyển khoản này, và cuộc điều tra đã được tiếp diễn, và sau đó thì đến ngày 8 tháng 8 năm 2017 theo công văn mà tôi nhận được thì bên cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ cái điều tra về cái việc này, về cái nghi vấn này, bởi vì là cái thông tin hoặc là những cái nghi vấn này không đủ bằng chứng và không có bằng chứng để chứng tỏ rằng là ông ấy làm cái việc rửa tiền. Cho nên báo chí Đức đã cũng đăng, thế nhưng mà họ lại đăng cái phần trên, tức là cái phần trước, mà họ không đăng cái phần mà kết luận quyết định đình chỉ, cho nên cũng tạo ra một số cái hiểu lầm. Và chúng tôi đã đăng nguyên bản những cái phỏng vấn này để cho bạn đọc cùng xem ở trên trang Thời báo, đó là cái phỏng vấn bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh vào 28 tháng 4 năm 2018, và các bạn có thể tham khảo thêm. Thưa anh, thì có thể tóm gọn để cho những người thính giả đang nghe về cái bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đã nói cái gì về vấn đề này, anh có thể tóm tắt được không ạ? Vâng, bà luật sư bà ấy cũng có nói trả lời một số câu hỏi, và trong đó có một số cái điểm quan trọng và điểm chính yếu, đó là việc mà như đã thông báo lúc nãy cho đài, khi ở Đức nó khi có luật chống rửa tiền thì với tất cả những cái luồng tiền mà trên 10.000 euro chuyển khoản thì đương nhiên là nhà băng và các cơ quan điều tra sẽ được biết, và khi họ thấy có nghi vấn rửa tiền thì họ sẽ điều tra sâu hơn. Cái việc này đối với ông Trịnh Xuân Thanh cũng tương tự như vậy, nhưng mà sau khi kiểm tra và đưa qua viện công tố để điều tra thêm thì cũng không phát hiện thấy những cái bằng chứng hoặc là những cái nghi vấn đó nó trở thành cái sự thật là rửa tiền, mà ngược lại là những cái điều này là được chứng minh là đấy là những cái luồng tiền hoặc là những cái nguồn tài chính được chứng minh đầy đủ. Cho nên là chính vì vậy ngày 8 tháng 8 2017 thì họ đã đình chỉ điều tra cái việc này, và cái việc này đã được chấm dứt từ năm trước rồi ạ.
Dạ, trở lại với cái chuyện mà cái hồ sơ cũ đã được đình chỉ điều tra rồi, nhưng mà đã tung ra báo chí trong cái thời điểm này, thì như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái phiên tòa đang xét xử ông Long không thưa anh? Thực ra thì khi mà trước tòa án thì hai bên luật sư đều có những cái bước đi để làm sao cho tốt nhất cho thân chủ của mình. Cái điều đó là đương nhiên, đối với một nhà nước pháp quyền như Đức thì tất cả mọi việc hợp pháp thì đều có thể thực hiện. Cho nên cái thông tin về vấn đề rửa tiền đưa ra để nhằm hy vọng là sẽ tác động đến phiên tòa này thành theo một cái hướng khác, thì đây là một cái việc là hết sức bình thường của các luật sư các bên đương sự thôi. Thế nên là nhưng mà tôi nghĩ rằng là bởi vì phiên tòa đã quyết định là có 21 phiên và họ đã có những hồ sơ và họ xử theo những cái cáo trạng và những cái thông tin họ đã nắm được, thì trước mắt thì những cái thông tin mà vấn đề này đã không có tác dụng gì trong cái việc ảnh hưởng gì trong cái việc điều tra hoặc là cho vấn đề phán quyết hoặc là vấn đề xử án của tòa, bởi vì là nó là những cái thông tin mà đã được từ những năm trước và đã được chấm dứt, cái việc này đã chấm dứt từ năm 2017 rồi, nó cũng không liên quan đến cái việc mà sửa cái án hình sự là việc bắt cóc ông Trịnh Văn Thanh tại Berlin ở những cái phiên tòa sắp tới. Cái phiên tòa thì rất Cái ông người đương nhiệm là Thủ tướng Slovakia, sau đó sau 16 giờ thì sẽ, chúng tôi được thông báo sẽ có cái cuộc họp báo báo chí chung của hai người, hai thủ tướng, và trong cuộc báo này sẽ có rất nhiều những báo chí Đức và quốc tế đến để trao đổi cũng như đặt những câu hỏi về những cái việc liên quan đến bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, mà đặc biệt là Slovakia là cái nước đã cho Việt Nam mượn máy bay trong cái thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ rất nhiều thông tin thú vị và mới sẽ được diễn tả ở một cuộc gặp ngày mai ở Phủ tướng Đức. Theo như anh thì ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia thỏa thuận cho việc Cộng sản mượn máy bay để mà đưa Trịnh Xuân Thanh về nước với ông Tô Lâm hay là họ bị Cộng sản Việt Nam lừa một cách ngoạn mục thưa anh? Vâng, đây hiện nay cái câu hỏi này cũng là đang rất là nhiều người, hàng triệu người bên Đức người ta cũng đã có đặt câu hỏi này, và cả những người Việt Nam. Cho đến thời điểm này thì ông gọi là nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ ở Slovakia, cái người làm khóa trước, ông ấy luôn luôn nói rằng là ông ấy không biết, trong theo cái danh sách mà Việt Nam đưa ra thì không có tên ông Trịnh Xuân Thanh khi đến cũng như khi về khỏi rời khỏi Slovakia. Tất nhiên một cái nguồn tin khác mà tôi biết được thì ông Thanh khi vào một cơ quan đại diện ngoại giao ở đây, họ đã ông ấy được làm một cuốn hộ chiếu mới với một cái tên mới và với cái ảnh của mình, thì đương nhiên ông ấy sẽ có một cái thân thân nhân mới, và với cái thông tin này, cá nhân này, thì ông Thanh vẫn có thể đi lọt qua các cửa khẩu ở châu Âu, bởi vì cái tên của ông ấy không phải là cái người có tên trong hộ chiếu mà ông ấy đang cầm trong cái thời điểm đó. Nghĩa là ông Cộng sản Việt Nam đã làm cho ông Trịnh Xuân Thanh một cái hộ chiếu giả để bây giờ đi ra ngoài. Theo như tôi được biết thì là như vậy. Theo như anh biết thì Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cái lý do gì để mượn cái chiếc chuyên cơ của Slovakia để mà đi về Việt Nam? Ngày hôm nay một tờ báo lớn của Đức cũng đã đăng tin, và trong cái thông tin mà được đưa ra thì phía Slovakia giải thích rằng là Việt Nam cần mượn gấp chuyên cơ để cho cái quá trình di chuyển từ Praha cho đến Slovakia, và sau đó là có một cái lịch làm việc khác ở Moscow thuộc Nga, thủ đô của Nga, cho nó kịp thời. Vì vậy là Việt Nam không có chuyên cơ riêng thì sẽ khó lòng làm được những cái đi được những cái làm những công việc này trong một thời gian ngắn. Cho nên với lý do đó, ông Tô Lâm, đoàn phụ trách đoàn đã đặt vấn đề mượn máy bay của chính phủ Slovakia. Còn cái chuyện còn việc mà trong máy bay đó ông Trịnh Văn Thanh với danh nghĩa hoặc là với một cái tên nào đó, thì cái đó là sẽ được trả lời vào trong thời gian gần đây nhất ạ. Nếu như mà khi mà Slovakia biết về cái sự dối trá của Cộng sản Việt Nam như trong cái việc ngoại giao như vậy thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ phá hoại cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Slovakia, thì điều đó nó ảnh hưởng như thế nào với Việt Nam anh? Việt Nam với Slovakia có hợp tác kinh tế vững mạnh hơn không anh? Ở hiện nay thì Slovakia là một nước thuộc Đông Âu cũ,
Đương nhiên là những cái thời xã hội chủ nghĩa trước đây thì đây là những cái nơi mà họ có hợp tác với nhau về chính trị, về kinh tế, về văn hóa xã hội rất là chặt chẽ. Và những cái người mà cũ đã từng làm ở thời điểm đó cũng sẽ có những mối quan hệ tiếp tục sau khi Slovakia trở thành một nước dân chủ và thuộc Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì những cái thông tin mà tôi được biết thì Bộ Nội vụ Việt Nam có quan hệ rất mật thiết với Slovakia mà vì vấn đề là buôn bán vũ khí và những cái trang thiết bị cho ngành cảnh sát an ninh. Kính thưa quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio 1560 AM và sau đây là chương trình Người Việt Hải Ngoại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây chấn động lớn, gây căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam trong suốt thời gian qua. Các nguồn viện trợ đầu tư cũng đã bị gián đoạn, các công trình dựa vào các nguồn vốn này cũng đang không thể khởi công được. Tuy nhiên, về phía chính quyền của Cộng sản Việt Nam thì vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào, cũng như không có một động thái nào chứng tỏ là họ muốn khắc phục cái hậu quả đó. Và hiện tại thì vụ bắt cóc này đã hé lộ thêm được nhiều tình tiết mới khi Slovakia vừa mới phát giác ra rằng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng họ để mượn chuyên cơ đưa Trịnh Xuân Thanh về nước để thỏa lòng tự ái của ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là dằn mặt những cán bộ khác đang có ý định phản phé ông. Để biết thêm những chi tiết cụ thể này, mời quý vị cùng với Tường Minh trò chuyện với nhà báo Lê Trung Khoa, là chủ của tờ bút Thời báo chấm d từ Đức Quốc, người đã theo dõi vụ án này từ ngày mà xảy ra vụ bắt cóc cho đến nay. Tường Minh xin gửi lời chào đến nhà báo Lê Trung Khoa, anh có khỏe không ạ? Dạ vâng, xin chào chị Tường Minh, chào các bạn đọc của đài. Tôi rất khỏe và... Dạ vâng, thưa anh, thì cảm ơn anh đã theo dõi rất là chi tiết tường tận cái vụ này bởi vì nó ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam rất là nhiều và tất cả chúng ta ai cũng quan tâm. Thì thưa anh, theo như cái nguồn tin của anh đã loan trên tờ Thời báo chấm d cũng như là một số báo chí khác ở Đức, thì bà Thủ tướng Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp với Thủ tướng Slovakia vào thứ Tư ngày mai 2 tháng 5, phải không anh? Dạ vâng, đúng thưa chị, đúng vậy. Hiện nay tôi cũng đã nhận được cái thông báo và ngày mai tôi cũng sẽ có mặt ở Thủ tướng Đức để làm cái tin này và chúng tôi sẽ có những câu hỏi đặt cho bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng như là ông Thủ tướng của Slovakia vì cái việc mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia trước đó được cho rằng là đã có lẽ là đã có những cái quan hệ mật thiết và có cái nguyên nhân phía sau tại sao chính phủ Slovakia lại cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ để đi công tác trong một thời gian rất trùng hợp với cái thời điểm mà ông Trịnh Xuân Thanh ngay sau điện bị bắt cóc tại Berlin, đó là ngày 26 tháng 7 năm 2017. Và một cái đoàn rất là hùng hậu gồm các cán bộ an ninh, cán bộ tình báo và đặc biệt gồm có 12 người mà như chúng tôi đã loan báo, trong đó có phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh Minh Hưng, là ông là người đã được cho rằng là tổ chức và bắt cóc ông Trịnh Thanh tại Berlin trước đó, cũng như phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo cũng có mặt. Vâng, cái thông tin này thì các báo chí Séc, báo chí Slovakia và đặc biệt là báo chí Đức đã lan tỏa rất là rộng và rất nhiều người biết, hiện nay đã được tạo sự quan tâm của nhiều người, bởi vì cái việc này không phải chỉ dừng ở cái khía cạnh là an ninh, an toàn cho an ninh quốc gia Đức mà Séc và bây giờ đã lan sang cả Slovakia, nơi mà Việt Nam, an ninh Việt Nam có một quan hệ khá mật thiết với nước này ạ. Thưa anh, thì như anh đã trình bày thì cuộc họp ngày mai sẽ xoay quanh việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì cái điều này cũng là đồng nghĩa với cái căng thẳng ngoại giao giữa Đức với lại Slovakia, phải không anh? Dạ vâng, ngày mai thì nó là một cái chuyến thăm chính thức của Thủ tướng mới nhậm chức của Slovakia sang thăm Đức với các nghi lễ tại Phủ Thủ tướng, Phủ Tổng thống, nhưng mà đặc biệt tại Phủ Thủ tướng, nơi bà Angela Merkel sẽ có cuộc hội đàm với